À, gì? Ơi, đến lâu chưa? Lâu rồi, tầm mấy phút rồi. Ui, đi tắt đường kinh. Ơ, mày mới à? Ờ, mày mới. Đường mới nhập về. Vừa xem thử file đi. Dell Inspiron 15 à? Ừ. Được phết nhỉ? Em mình mở thử ra ta xem máy bên trong thế nào, ta cài, ta vọc vạch thử nào. Ui. Máy màu trắng. Ngon phết. Wow. Cổng kiếc đầy đủ phết nha. Tinh ngon đấy. Tinh đấy. Ta thử van bên ngoài anh em nó vào mặt trước. Chắc là ông mua về làm review đây mà. Ô, cài rồi hả Long? Rồi em đang cài. Ừ, tìm được con máy này chưa? Chưa nhỉ, nhưng mà thấy nó đẹp quá thì mở ra nghỉ chơi nhỉ. Con này vừa mang ở Mỹ về đấy, cái này thì một phiên bản được nâng cấp với con 5570 năm ngoái anh em mình hay làm đấy. Nhưng mà đặc biệt nhá, phiên bản này có cấu hình mới nhưng lại có một cái giá rất yêu luôn. Thế nếu mà nhận xét về bề ngoài em thấy cái kiểu dáng như nào? Được anh, trông sang trọng phết. Ừ. Đấy, chúng buồn giờ cải tiến nhìn nó hay phết. Đấy. Vân tay sao anh? Con này là có cảm biến vân tay là một này, viền màn hình mỏng là hai này và khắc phục được cái nhược điểm đó là thêm LED phím. Phiên bản năm ngoái thì không có. Các bạn ơi, phiên bản này thì mình vừa mang về cũng đã chuẩn bị giới thiệu anh em, mà phiên bản này thì nó phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên và các bạn mới bắt đầu có nhu cầu khởi nghiệp. Chiếc máy được trang bị con chip cực kỳ mới đó là i5 Wiglet 8265U và được trang bị RAM 8GB, ổ cứng SSD M2 nhưng lại trang bị một cái công nghệ tiên tiến của Intel đó là Intel Optane H10. Con này sẽ bổ trợ tốc độ đẩy bộ nhớ cách cho máy, tí mình sẽ giới thiệu chi tiết luôn. Và đặc biệt là chiếc máy này còn có màn hình Full HD IPS viền màu. Mà có giá bán các bạn bao nhiêu biết không? Mình sẽ bán cho các bạn ở giá khởi điểm 15.500.000. Đấy, sẽ hơn hẳn phiên bản năm ngoái và cấu hình cao như này. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết và sẽ mở máy rồi tư vấn rồi cài đặt các phần mềm để cho các bạn làm phiên bản này nó như nào. Em đã cài hết các phần mềm ứng dụng chưa? Đủ rồi nhạc, bây giờ làm luôn thôi. Ừ, thì bây giờ là mình sẽ test game này, test phần mềm đồ họa này, test chạy CBN hay là ứng dụng của chiếc máy này. Thì mời các bạn đón xem ngay bây giờ các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là sản phẩm mới độc hộp nguyên thùng mình xách tay từ Mỹ về. Các bạn sẽ thấy đây là dòng sản phẩm Sony 5000 và model của nó là 5584 này. Được trang bị màn hình 15.6 inch. À, con này còn có thêm một tính năng đó là màn hình cảm ứng này. Chip của máy đang sử dụng đó là i5-8265. Đây là thế hệ chip Quicklake thế hệ mới nhất của Intel. Thế hệ Lomla thì nó sẽ thay thế con Cortex-G thế hệ thứ 8 các bạn nhé. RAM của máy thì thực tế nó là 10, đây các bạn sẽ thấy này, 12GB. Tính như nào nhỉ? Có nghĩa là trong máy thì nó giam gốc, con này là nó thêm cái bộ nhớ đây này, 16GB Intel Optane H10. Đây là con bổ trợ cho ổ cứng SSD, nó nằm trên con SSD M2. Tóm lại là tí mình sẽ giải thích phần này sau. Máy được trang bị bản Windows bản quyền, Windows 10. Sẽ có Bluetooth này, Wi-Fi AC này, HDMI này, USB 3.0 này, công nghệ Waymax Audio Pro. Có nghĩa là Lona sẽ là công nghệ âm thanh nghe cũng rất là hay. Đồ lọc thẻ này. Đấy, mình đã mở sẵn rồi, còn đây là máy đây rồi. Vâng, thưa các bạn, nếu chỉ nhìn ở trên bàn thì không ai nghĩ đây là một chiếc Dell Inspiron 5584 vỏ nhựa. Chúng ta nhìn vào đây sẽ nghĩ ngay, ôi trời ơi, một chiếc máy có vỏ nhôm hợp kim đẹp thế. Nhưng đây thưa các bạn, nó lại vỏ nhựa đấy các bạn ạ. Và một cái logo ở đây, Dell được mạ chrome, chứ không thấy nó càng đánh lừa chúng ta, nhìn cứ như tưởng là vỏ nhôm luôn. Với trọng lượng tổng thể là 1,97kg. Không quá dày, không quá mỏng, rất chắc chắn cho các bạn làm văn phòng, màn hình 15.6 inch. Thiết kế cực hay. Các bạn sẽ thấy là khe tản nhiệt lại bố trí đằng sau như này. Mình còn đã nói rồi, thiết kế rất thông minh và tản nhiệt đằng sau sẽ không gây hơi nóng khó chịu ở bên cạnh sườn. Bản lề này, vuông thành sát cạnh là chắc luôn, bản lề nó này. Đấy, các bạn thấy không? Đeo làm bị máy thì mình thấy riêng cái phần vỏ quá ngon rồi. Bên tay phải của mình thì trang bị một đầu độc thẻ SD này, một cổng USB này. Các bạn sẽ thấy là cái lỗ khóa của máy này. Đằng sau thì không bố trí cổng gì, ngoài hốc tản nhiệt rất to. Bên cạnh trái sẽ có cổng sạc HDMI, LAN này các bạn nhé, hai cổng USB, phone mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5. Đằng trước là một mặt phẳng, các bạn nhìn thấy ở chỗ này nó sẽ hơi lõm một chút, đây là cái G để chúng ta mở máy, các bạn sẽ mở ở giữa như này, nhẹ nhàng, đó. Mặt dưới của máy cũng hoàn toàn bằng nhựa, các bạn sẽ thấy có chữ Inspiron, đây là dòng máy và đây là dòng service tang này. Chúng ta check service tang sẽ có thông số kỹ thuật để nó sản xuất hoặc thị trường, các bạn sẽ check được xem được hết. Và cái hốc này, những cái ô thoáng này sẽ hút không khí vào, tản khí nóng ra ở đây. Hai hốc loa, bốn cái lúm cao su để trên mặt phẳng chúng ta sẽ không bị cập kênh.
Và bây giờ tôi sẽ mở luôn nội tạng của chiếc máy này xem nó nâng cấp được những gì, mình chỉ các bạn luôn. Ai chà, các bạn có thấy không, việc mở chiếc máy này ra cũng chả có gì khó khăn cả, chỉ mở vài cái ốc là ra hết rồi. Chúng ta sẽ thấy nội tạng bên trong của máy có pin đầu tiên, đó là 42Wh, có thể duy trì chiếc máy này có thể dùng được từ 4 đến 6 giờ, cho độ sáng khoảng 50% màn hình là chúng ta dùng cũng rất là ok rồi. Bên cạnh có pin thì chúng ta sẽ thấy là một cái ổ cứng, và con này thì có trang bị ổ cứng M2 và có hỗ trợ đó là Intel Optane H10, một công nghệ hoàn toàn mới của Intel bây giờ, sẽ bổ trợ kiểu bộ nhớ cách, giúp cho cái ổ cứng nó tăng tốc nhanh hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai slot cắm RAM. Ôi trời, một chiếc máy giá rẻ nhưng lại cho phép nâng cấp RAM như này là ngon rồi. Với hai slot cắm RAM chạy chuẩn RAM đó là DDR4, chúng ta có thể nâng cấp tối đa đó là 32GB RAM. Và bên cạnh ở đây nhỏ nhỏ ở đây có hai dây, đó là cái Wi-Fi AC. Với băng tầng 5GHz của Wi-Fi AC sẽ giúp chúng ta truy cập mạng không dây, mạng Wi-Fi chúng ta rất là nhanh. Còn đây là cái ống dẫn nhiệt ra cái quạt CPU, thì chúng ta đoán ngay ra đó là CPU 8265 Whistler thế hệ mới nhất, thay thế thế hệ Corfirex R. Đây các bạn sẽ thấy cái quạt tản nhiệt này. Và có cái phần bên quạt tản nhiệt thì có vẻ là những cái chỗ này làm chống hơi nhiều. Và đây chúng ta sẽ có một khe cắm ổ cứng 2,5 inch để chúng ta lắp thêm này. Đấy. Thưa các bạn, là tóm lại thì chiếc máy 5584 này sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM, nâng cấp ổ cứng. Ngoài ra CPU và GPU sẽ không cho phép các bạn nâng cấp. À, các bạn chú ý một chi tiết nhỏ nhỏ ở đây là nó để sẵn ở chỗ gần chỗ cái quạt dẫn ra này. Nó có một khe đây thì có thể là sẽ lắp cả màn hình rời. Nếu có phiên bản có cả màn hình rời thì lắp vào chỗ khe này các bạn nhé. Các bạn chú ý là cái này thì nó không thể là lắp cả màn hình rời nếu phiên bản của bạn là cả màn hình on. Mà ngay từ ban đầu các bạn mua máy các bạn phải lựa chọn ngay từ ban đầu, chứ không phải là thêm vào mà được các bạn nhé. Bởi vì cái này là phải máy của nhà máy hoặc là họ sản xuất đóng từ trước vào thì chúng ta có cả màn hình rời chứ không thể nâng cấp vào đây được các bạn ạ. Và CPU thì nó ấn định như này sẽ không cho phép chúng ta nâng cấp, mà chúng ta dùng i5 nó sẽ là i5, mà i7 nó sẽ là i7 các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là điểm cải tiến hơn so với các phiên bản đời cũ 5570 của Dell, dòng Intel, đó là viền màn hình mỏng hơn. Nhìn vào đây thì nó cũng sang hơn và hiện đại hơn. Với một cái màn hình 15,6 inch Full HD IPS và được trang bị camera ở giữa như này, tiện dụng cho các bạn mà sử dụng các phần mềm mà liên quan đến hình ảnh video, rất là tiện. Ở đây sẽ có một cái logo Dell được làm ở giữa như này. Và có một cái điểm rất hay đó là bảo mật vân tay. Các bạn sẽ thấy này, nó tích hợp trên phím nguồn. Nếu nhìn kỹ này thì không ai để ý là phím nguồn ở đâu, nhưng mà phím nguồn ở đây bật vân tay luôn, rất tiện. Với một cái bàn phím full size, bàn phím lồi cao, mà con này còn cải tiến nó là có led phím, nó đỡ ngu hơn so với phiên bản mà thế hệ cũ không có led phím. Các bạn sẽ thấy nha, led phím của nó màu trắng này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó. Này. Mình sẽ thử gõ này. Đấy, các bạn thấy này, rất êm. Cứ lồi cao này bấm là sướng rồi. Bàn phím phụ ở đây, kể cả phím điều hướng của nó cũng làm rất là to, chống cái trường hợp mà chúng ta bấm nhầm. Ở mặt này thì làm bằng hoàn toàn bằng nhựa, nếu mà chúng ta sờ vào các bạn mà tay kiểu mồ hôi ý, có thể là dễ bám vân tay này. Các bạn có mua máy thì dán một lớp ni lông chống xước cho máy luôn các bạn nhé. Chuột này. Đó, một cái chuột rất to, bấm trái phải ngon lành luôn. Và đây nó sẽ làm kiểu vết vát, nó được mài rũa ở đây và một cái lút gạch để có thể phân chia chuột trái chuột phải. Và những cái công nghệ trên máy này nó in sẵn trên này. Wi-Fi rồi Bluetooth, HDMI, vân vân. Bên trong máy thì nó chỉ có một quạt tản nhiệt thôi, bởi vì chip U thì nó lại cũng không phải là quá nóng. Nó sẽ làm mát cũng tương đối là tốt. Mình sẽ bật lên để test luôn cho anh em cho con máy này chạy như nào, chip thế hệ Whistler xem có ngon không nào. Chúng ta sẽ chọn độ phân giải của chúng ta. Nhiều bạn hỏi phần mềm này để làm gì? Cái phần mềm này sẽ test cái hiệu năng hoạt động 3D của nó. À, một số bạn có hỏi là tại vì sao anh test 3D mà máy của em nó cứ giật, nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là do máy của chúng ta không đủ cấu hình, máy yếu thì nó sẽ chạy như này các bạn ạ. Đấy, các bạn sẽ thấy này. Và mức FPS chúng ta nhận được ở chế độ 3D nó chỉ có 8 thôi, hoặc 7 thôi. Còn đây là chế độ 2D. Đây, các bạn sẽ thấy chế độ 2D của nó mức FPS 300. Và nhiệt độ của CPU thì nó dao động từ khoảng 67, 68. Đây, các bạn sẽ thấy. Nó chạy 2D nó quá mượt, quá ngon rồi. Được cái là máy này chạy các bạn đeo nó làm chắc chắn êm ru, chả có tiếng động gì luôn. Không nóng đâu các bạn ạ, thổi ra hơi nóng đằng sau, các bạn hoàn toàn có thể để tay ở đây, ngon lành. À, các bạn thấy ngon không? 300, còn 3D này. Đó, chậm hơn, mức FPS chỉ 567 thôi.
nó giật hẳn luôn. Đấy, nó sẽ phù hợp cho các bạn chỉ làm văn phòng thôi, chứ nếu mà làm 3D hoặc render hoặc chơi game chuyên nghiệp thì nó không đáp ứng được cho các bạn nhé. Con này nó quảng cáo con ổ cứng xem nào. Chọn 500M đi. Con này nó đang chạy cái ổ cứng SSD đó là 256GB M2 của hãng gì chúng ta vào đây chúng ta xem nào. Nó sẽ có một con Intel Optane này, nó ghi rõ luôn này, cộng với SSD 256 này. Hai con này thì nó sẽ bổ trợ cho nhau. Ôi trời, tôi đọc ngon phết anh em ạ. LVMe hơn 1000 luôn. Mình cứ ngỡ là cái công nghệ ổ cứng Intel Optane Memory như năm ngoái thì đã bỏ quên, nhưng bây giờ thì nó sẽ lên hoàn toàn mới. Mã của nó là Intel Optane Memory H10, bằng cách kết hợp giữa cấu trúc đó là bộ nhớ 3D XPort và QLC 3D NAND. Cái này mình thấy rất là hay, trên cùng một cái ổ cứng M2, có nghĩa là tích hợp trên cái ổ cứng luôn. Bộ nhớ 3D XPort đắt tiền với tốc độ và dung lượng thấp hơn sẽ là bộ nhớ kiểu dạng bộ nhớ đệm các bạn ạ. Nó sẽ là bộ nhớ đệm cho QLC 3D NAND có tốc độ thấp hơn nhưng dung lượng lớn và giá thành rẻ hơn, tóm lại là cũng khớp rất là ngon. Giá thành sẽ được tối ưu. Nếu như trước đây chúng ta chỉ có thể sử dụng Intel Optane như một module để tăng tốc độ cho ổ cứng lưu trữ, có nghĩa là bộ nhớ nó là đẩy cái tốc độ ổ cứng cũ ngày xưa, thì bây giờ nó cái tầm tốc độ của nó đẩy lên đó là PCIe LVMe, rất là ngon. Ôi các bạn thấy này, mặc dù là tốc độ không được ấn tượng như một chiếc máy giá rẻ mà có tốc độ đọc đến hơn 1400 thì cũng được gọi là LVMe khá ngon rồi. Tốc độ đọc của nó, tốc độ ghi hơn 600. Thì đây là cũng nói chung là một cái ổ cứng ổn cho anh em, hơn rất nhiều so với mấy cái ổ cứng cơ truyền thống chạy vừa chậm như con rùa bò. Các bạn thấy là mọi cái tác vụ khởi động mình bật phát lên luôn, khởi động chỉ 5 giây là lên rồi, quá ngon. Đây các bạn thấy này. Đó. Đây, tớ sẽ cho test xi ben. Các bạn sẽ thấy đây con chip này, 8265U này, 4 nói 8 luồng, mạnh hơn 8250U thế cũ rất nhiều các bạn nhé, khoảng 10-15%. Vâng thưa các bạn chú ý là với con CPU mặc dù được nâng cấp lên đó là 4 nói 8 luồng, nhưng đây là thế hệ chip U, thế hệ chip tiết kiệm điện, chính vì thế là chúng ta cũng không hy vọng làm đồ họa quá nhiều. Các bạn có thể thấy là việc nâng số nói số luồng cao hơn thì nó hỗ trợ các bạn render cũng nhanh hơn, chứ ngày xưa mà chip U chạy cái này vừa chạy nó ngủ gật rất lâu. Nhưng bây giờ nhanh hơn, mạnh hơn và tiết kiệm điện năng hơn. Đây là con chip người ta gọi là Whisklake thế hệ 9 các bạn nhé, 8265. Thế hệ cũ của nó là Configure. Thôi cái đấy gọi là chip thế hệ thứ 8, một phiên bản gọi là nâng cấp thì chính xác hơn. Còn bây giờ phiên bản mà coi chẳng hạn như i7 nó có 975H thì mình còn gọi là thế hệ thứ 9. Mà chip U thì nó chưa thấy được 9 các bạn ạ. Đấy, việc render của nó các bạn thấy là cũng không đến lỗi tệ. Tuyệt phết, nhanh phết. Như bạn cũng hỏi là con chip đời 8 này mạnh hơn con chip ví dụ i7-75U không? Nó mạnh hơn tương đối nhiều rồi các bạn ạ. Đời 8 mặc dù là i5 nhưng nó rất là mạnh, 4 nói 8 luồng, mạnh tương tự như 7-6U nhưng lại được hỗ trợ đó là UHD Graphics này. Nó sẽ hỗ trợ cái chuẩn 4K. Ái chà, các bạn nhìn thấy 532CB luôn, cao hơn cả mấy con i7. Đó, thấy chưa? Màn hình cảm ứng rất tuyệt. Thử test luôn anh em này. À, cảm ứng đa điểm nha anh em nhá, bấm 2 lần. Đây là loa này. Đấy, chất không? Đấy, anh em thấy không? Này. Cái thời gian cái tuổi học trò mình có lẽ cái này là đốt nhiều thời gian nhất của mình này. Cứ thỉnh thoảng là buổi tối mình nguyện mắt bắt đầu ngồi chơi. Anh em thấy này. Đây là công nghệ cảm ứng đa điểm, nó sẽ rất là nhạy. Này, bấm vào chính xác đấy luôn. Một phiên bản giá rẻ màn hình IPS thì có màn hình cảm ứng, quá ngon luôn. Vâng thưa các bạn, thì mình đã bật sẵn ở đây là bao nhiêu tab web này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4. Cho phát nữa đi, 15 tab đi. Các bạn chú ý thì màn hình cảm ứng nó sẽ cảm ứng rất là tiện. Các bạn sẽ thấy này, mọi thứ đều đang chạy. Vâng thưa các bạn, là mình đã bật sẵn ở đây là 15 cái tab web. Nhưng mà với một cái tiết diện màn hình thì thông thường thì mình làm vào báo này, nghe nhạc chẳng hạn này, Việt Nam iPad này, các bạn sẽ thấy này. Các bạn chú ý thì với một cái màn hình chống lóa, các bạn sẽ thấy nó nhám ở bên trên, viền màn hình màu. Các bạn dùng này không? Tiện không? Ngon. Zoom này. Đấy.
cảm ứng đa điểm mà các chúng ta có thể zoom tùy ý của chúng ta. À, quá tuyệt luôn. Với wifi AC mọi thứ load được rất là nhanh. Úi giời, một con máy có 15 củ, đủ các công nghệ luôn. 15 tab này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mình sẽ bật lên xem cái tài nguyên đang sử dụng hết bao nhiêu RAM. Các bạn vào đây nè, chuột phải ở đây nhá. Đây, tab manager này, các bạn sẽ bấm vào đây. Con này thì nó hiện ở đây luôn, nó là 11,9GB, có nghĩa là 12GB RAM đấy. Úi giời, ngon ghê, 12GB RAM. Úi chà, mới dùng hết 7,9 nè. Các bạn lưu ý đi, con này nó có hỗ trợ Intel Optane và RAM của nó là 12GB các bạn nhé. Còn RAM chạy bớt bao nhiêu các bạn vào đây. Memory này các bạn bấm vào đây. Ái chà, anh em sẽ thấy ở đây đó là 7,8 này. RAM 266 luôn. Các bạn ơi, đây là một chiếc màn hình Full HD IPS 15,6 inch. Độ sáng của nó là 230. Mặc dù đây không phải là một độ sáng tốt cho một chiếc màn hình, nhưng cũng là đủ dùng cho chúng ta. Bởi vì chiếc máy này chủ yếu chỉ là dùng văn phòng là nhiều thôi các bạn ạ. Chiếc máy có tỷ lệ phủ màu của nó đó là 58,2% sRGB và 37% Adobe RGB. Thực tế thì đây là một độ sáng vừa phải để chúng ta làm việc thôi các bạn ạ. Các bạn có thể nghe âm thanh của máy nhá. Màn hình IPS có góc nhìn 178 độ, khá ok, khá ngon. Âm thanh của máy thì các bạn nghe thấy không? Với QueenMark Audio thì đây là một âm thanh nghe cũng khá tuyệt vời, rất ổn. Màn hình thì mình sẽ cho ở điểm 8, còn âm thanh sẽ cho ở điểm 9. Ổn cho một chiếc máy để dùng để giải trí, làm văn phòng. Thưa các bạn, thì mình đang cài sẵn phần mềm Photoshop. Anh em mình cũng hay dùng những chiếc máy thông thường như này để chỉnh sửa. Có nghĩa là các banner, thumbnail chúng ta hay vẽ. Các bạn sẽ thấy này. Đó. Thực tế mà nói thì Photoshop nó không quá nặng nên anh em có thể sử dụng thoải mái. Kể cả các phần mềm như AutoCAD hoặc là các phần mềm chỉnh sửa video thì các bạn, anh em có thể làm được bình thường anh em nhé. À, anh em thấy là anh em mình chỉnh sửa này. Em bật cái tab lên xem nó sử dụng tài nguyên bao nhiêu. À, anh em thấy không? Nó sử dụng rất ít tài nguyên bởi vì chiếc máy này thực tế thì nó mạnh thừa đủ cấu hình để anh em dùng Photoshop và AutoCAD các bạn nhé. Kể cả các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video đây, anh em hoàn toàn có thể dùng chiếc máy này, anh em dùng. Nhưng lưu ý các phần mềm như render chuyên nghiệp và có thể là chỉnh sửa kỹ xảo như Adobe Premiere hay là Lumion, các bạn mà dừng nặng thì chiếc máy nó không đáp ứng được các bạn ạ. Anh em có thể thấy là mình đang test tựa game Liên Minh Huyền Thoại, một cái tựa game mà anh em Việt Nam chúng ta chơi rất nhiều, một cái game miễn phí mà không yêu cầu cấu hình máy quá mạnh. Ngoài trời đang rất mưa nhưng mà chúng ta chơi game này đang rất nóng. Với mức FPS chúng ta chơi, chúng ta sẽ nhận được từ 70 đến 80 mức FPS. Mình đang cài đặt ở mức đổ bóng các kiểu, cài cao nhất luôn, chơi cho nó sướng. Âm thanh và hình ảnh viền màn hình mỏng, chơi rất ngon, ổ cứng SD tha hồ kéo game. Anh em có thể cài PUBG bản mobile này, anh em có thể cài Liên Minh này, anh em có thể cài Đột Kích này, FIFA này, đủ các kiểu luôn. Lưu ý anh em thì con máy này chạy chip U và không cài được hòa rời, nó chỉ có thể chơi những cái tựa game tầm trung như này thôi. Đấy, anh em thấy ngon không? Những lúc mà mệt mỏi, những lúc chúng ta stress thì có thể chơi một vài trận game với các bạn bè của chúng ta, những tựa game chúng ta yêu thích là ngon rồi. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình trải nghiệm cũng như đánh giá thì tớ sẽ đưa ra cái nhận xét như này. Thưa các bạn, nếu tại thị trường Việt Nam thì phiên bản này cũng có bán tại thị trường Việt Nam đâu đó là giá khoảng hơn 18 triệu một chút, nhưng lại không có cái ổ Intel Optane H10. Đây là một công nghệ hoàn toàn tiên tiến, nó giúp đẩy tốc độ ổ cứng, đọc bộ nhớ đệm tốt hơn, sẽ giúp các bạn khởi động các ứng dụng nhanh hơn. Các bạn thấy này, một cái viền màn hình làm mỏng hơn, nó đỡ thô hơn so với phiên bản năm ngoái đó là 5570. Nó còn trang bị một cái bảo mật vân tay. Những cái phiên bản cao cấp mới được trang bị vào cái bàn phím, các bạn có thấy là cải tiến. Đó là có led phím, có vân tay, này phím nó này, nhìn đẹp không? Với một cái màu trắng trang nhã, trang bị cấu hình đó là Quick Select mạnh hơn 10% so với phiên bản 8250U thế hệ cũ.
Chiếc máy được trang bị ổ cứng SD rất phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, các bạn sử dụng các công việc cơ bản, văn phòng, đồ họa ở mức tầm trung. Đặc biệt các bạn lập trình viên vẫn có thể sử dụng dòng máy này ngon lành. Máy có 2 slot cắm RAM để chúng ta nâng cấp với tối đa đó là 32GB, cũng như còn chờ một khe cắm ổ cứng 2.5 inch nếu các bạn muốn nâng cấp thêm. Tính ra con máy này là khá ngon trong cái phân khúc này. Như đây là một dòng máy mà mình nhập về sẽ bán khuyến mãi cho các bạn ở giá 15.500.000 tại thời điểm hiện tại. Nói thực sự với các bạn, nếu tìm đâu được một chiếc máy có vân tay này, có màn hình IPS này, có ổ cứng SD này, có RAM 8GB, tính ra giá này một chiếc máy mới đập hộp thì đây là một phiên bản quá ngon lành. Vâng, thưa các bạn, là trọng lượng của chiếc máy tổng thể của nó là 1.97kg, gần 2kg đó các bạn. Với tỷ lệ phủ màu của màn hình thì mình nói luôn là 58% SRB và 37% Arup RGB. Đây thực tế mà nói thì với độ sáng của nó ở mức khoảng 230 nits thì đây là độ sáng vừa đủ để cho các bạn làm văn phòng. Nói chung chiếc màn hình cũng không được đánh giá cao, nhưng với tấm nền IPS thì cái góc nhìn rộng cũng như độ sáng như này cũng chỉ vừa đủ cho các bạn dùng văn phòng. Mặc dù là không được xuất sắc, nhưng thưa các bạn, đây là một dòng sản phẩm giá rẻ để chúng ta cũng không hy vọng gì quá nhiều. Nói chung với mình, đây là một chiếc máy mình cảm giác nhìn rất là ngon, build chắc chắn. Và điểm yếu của chiếc máy thì là màn hình thì không được sáng cho lắm và tỷ lệ phủ màu thấp. Chính thế nên các bạn mà có dùng để thiết kế đồ họa hay các bạn mà muốn chuẩn màu thì cái màn hình này chưa đạt chuẩn các bạn nhá, thì cũng phải nhắc các bạn. Với việc của lớp vỏ của chiếc máy thì nó kiểu giả hợp kim nhôm thôi, nhưng thực tế đây là một chiếc máy hoàn toàn bằng nhựa. Chính vì thế nên nó cũng sẽ kiểu như lâu chúng ta dùng thì có thể là xuống cấp hơi nhanh hơn một chút, và chắc chắn thì nó sẽ không sang bằng hợp kim nhôm được các bạn ạ. Nhưng nói chung này, các bạn nhìn này, tổng thể của nó này đẹp ra phết chứ, hơn chục triệu bạc, nói chung là ngon các bạn ạ. Nhưng lưu ý các bạn, đây là một phiên bản không được trang bị cả đồ họa rời và là chiếc U, thì nó chỉ giúp ích cho các bạn làm văn phòng, công việc đồ họa ở mức tầm trung thôi. Ở đây thì mình có cài sẵn Photoshop để các bạn có thể chỉnh sửa rất là ngon này, hoặc các bạn có thể sử dụng AutoCAD, cũng như có thể đọc các bản vẽ nặng nhưng các bạn chỉ đọc tốt thôi, còn nếu các bạn sử dụng để thiết kế thì nó lại thiếu đi cả màn hình rời. Chính vì thế nó không phù hợp cho các bạn dùng để render hay các bạn dùng để thiết kế đồ họa 3D chuyên nghiệp, bởi vì chiếc U và cài đồ họa on thì sẽ không hỗ trợ cho các bạn. Nhưng là việc máy được trang bị một cái bàn phím full size có led phím, chính vì thế lại rất hỗ trợ tốt cho các bạn làm kế toán, các bạn làm văn phòng, các bạn kinh doanh online, thì đây là một chiếc máy quá ngon trong phân khúc đập hộp. Chưa kể là máy vẫn trang bị đầy đủ hết các cổng ở đây, các bạn có thể thấy từ cổng HDMI, thậm chí cả cổng LAN. Bây giờ hầu hết những cổng máy đời mới giờ nó bớt đi cổng LAN, thì đây lại có, thì nó sẽ phù hợp cho các bạn dùng mạng nội bộ. Mình thấy cái này cũng là khá là ổn, cái màu trắng như này đẹp không. Và trọng lượng máy tổng thể của nó chỉ có 1.8 cân, nhẹ hơn rất nhiều so với phiên bản thông cũ của nó là 2.1 cân. 1.8 cân là quá ngon rồi các bạn ạ. Và nó có cả đầu độc thẻ nữa. Hơi tiếc cho các bạn, chiếc máy này lại thiếu đi giao tiếp, đó là USB Type-C. Dù gì đây cũng là phiên bản giá rẻ, thôi bớt đi cái này thì cũng chẳng làm sao cả. Tóm lại là chiếc máy này mình thấy là phù hợp cho các bạn với những cái công việc vừa rồi, chống chỉ định cho tất cả các bạn mà chơi game hay làm đồ họa chuyên nghiệp thì chiếc máy này sẽ không phù hợp, không đủ cấu hình. Còn nếu mà các tựa game online như Liên Minh Huyền Thoại này, FIFA, đế chế, các tựa game 2D, 3D, các bạn sẽ tìm hiểu mà cấu hình nó không đòi hỏi cấu hình quá mạnh thì chiếc máy vẫn có thể đáp ứng các bạn ngon lành. Vâng, thưa các bạn, là chương trình đánh giá và giới thiệu các bạn đó là phiên bản mới của Dell, phiên bản Dell 5584. Các bạn lưu ý đây là phiên bản mới ra mắt của thị trường của Dell trên thị trường toàn thế giới và ở Việt Nam mình cũng đã bán rồi. Phiên bản này mình thấy rất là ok, phù hợp với các bạn khởi nghiệp cũng như các bạn học sinh, sinh viên. Có những chiếc máy gì mới thì mình mang về đây tư vấn, giới thiệu và test những cái phần mềm để cho các bạn biết là chiếc máy có phù hợp với các bạn hay không. Còn tóm lại là chiếc máy này mình thấy rất là ok cho các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại.